Đây là bài tập nắm xòe hai bàn luân phiên. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra xem trẻ có biết kết hợp giữa hành động xòe nắm của các ngón tay và tay phải, tay trái để thực hiện động tác nắm xòe hai tay luân phiên nhau hay không. Trẻ đã tự thực hiện được nhiều hơn 5 lần. Khi thực hiện lâu thì bắt đầu thấy bị lẫn dần.